Việt Nam ơi, khoan bạn, ngày nay mình sẽ nấu Hải Nam or cơm gà Hải Nam. Yeah bạn, yeah lắm. Không tiếng quán á, bi nè, đừng nhắm mắt. Ok, tôm son này nè, 8 lít nước. Anh có một con gà đây, đổ vô cái nước. Một cục hành đây, một cục gừng đây, một bọ hành lá đây, đổ vô cái nước đi. Và mình có một muỗng muối vô, và mình cho này sôi lên một tiếng nè bạn. Ok, nước sốt or nước chấm của mình. So, cái son này mình có 2 muỗng dầu vô. Mình bỏ 1 muỗng tỏi vô. Đào lên đừng chạy đâu bạn. Và mình bỏ 2 muỗng xạ băm vô. Sao này lên. Bỏ 2 muỗng nữa bạn, so 4 muỗng hết đâu. Thôi thơm lên rồi bạn. Quán có nửa muỗng muối vô. Đây là nước chấm sốt của mình. Cho cơm gà 2 năm. Ok, chuẩn bị nấu cơm bạn nè. Sau đó chuẩn bị lựa gạo đây, 2 lần đây. Còn 2 nước đây. Còn đây 3 lý đây. Rồi mình bọt nước lên cho số 3 đây đây. Đây là hành phi. Còn có 2 muỗng hành phi đây cho gạo này thơm. Em qua đây. Đôi vô cái máy của mình. Hả? Dễ chứ bạn. Cắm vô. Bông cái nước này. Ok, cơm chín rồi bạn. Cơm này thơm dữ lắm bạn ơi. Thơm quá, thơm hết da luôn. Hành phi này làm cơm này mùi ngát luôn bạn ơi. Ok, một tiếng vô rồi bạn. Và mình cắp một con gà mình á. Ôi, ai da, xẻ luôn bạn. Đừng xẻ, đừng xẻ. Đó. Mình cắp một con này ra, qua mình để đây 30 phút bạn. Ok, nghỉ ngơi này cho 30 phút cho này mùi lên, qua mình cắt vô. Ok, bắn xẻ cái mình thịt này ra rồi, rồi mình chuẩn bị cắt miếng thịt này đi. Rồi cái giá nó ra rồi bà. Dục đi. Mình sắc xuống bà. Ngọt. Một bên nữa. Ok, chuẩn bị làm một dĩa cơm Hainan cho bà ý. Ok. Đây là một chén cơm hành phi đấy. Gà mình sắc rồi nè. Yêu miếng này, cành này, đây cái đùi à bạn, đây cái trứng ở đùi, à quên rồi bạn, để đó, đây nước chấm của mình, đây nước chấm xạ, xạ dầu, quay vào đấy, đây nước súp của mình, cháo miếng bên đấy. Ở đây nước gà của mình. Quên nói, này nước gà của mình bỏ đó. Gọi miếng ngò đấy. Đó, cho vô thơm luôn. Gọi nước leo, không phải nước leo. Dưa leo. Gọi như là dưa leo đây. Dưa leo. Sắc rồi. Bỏ miếng sau đây. Miếng này. Đó, đây là cơm gà Hải Nam đây. Ai tham về gia quán ăn hả? Ngon chưa? Về danh nên. Ok, ai tham về gia quán ăn hả? Ok, đây được chậm sạc mình. Khoảng đối vô cái gà mình. Cho mùi thơm thêm nữa. Vâng. Đó. Ngon chưa? Ngon chưa bạn? Được súp nè. Cơm của mình. Được miếng bang nè. Miếng nước nè, đây nước gà nè. Ngon chưa? Ngon không? Đó. Quán thử miếng nè. Ngon vậy đi bạn. Nước này thơm nhất. Because cái nước này nước gà nữa đó. Ngon vậy đi. Ok. Vô đây nè. Kéo vô đây. Kéo vô đây. Bỏ miếng cho bạn nè. Cơm này đi. Đã quá đi bạn. Cơm này thơm như. Thơm sạc, thơm gì hết á. Thơm hành, thơm đồ, mùi mè. Thơm ngát không bạn. À, cắn miếng nè. Đây là cơm gà Hải Nam. Ngon chưa? Ngon không? Đó, quán cắn miếng nè.
ngon ngày xưa lắm bạn. Vị chưa nè, cái gà này nè bạn, mềm chưa, mềm là moist, moist là gì vậy? Moist là không khô gì hết, đó là perfect number one luôn. Thôi cơm nè, cơm mùi mè hành phi hết luôn, thơm mà. Khô gì hết. Nó một con là một tiếng là perfect luôn. Tại vì người ăn món cơm gà Hà Nam á, mà thích chậm CEO á được lắm. Bữa khác bạn làm Hà Nam cơm gà á, làm được chậm cái này nè, được chậm nên ngon nhất, ngon thiệt đó. Còn tên quán á nên ok. Ok là ok luôn. Là món này được ngon không bạn? Được màu mè, được màu đồ hệ luôn. Quá một xin lỗi bạn ơi. Quá ăn nhánh đó. Phải quán đói. Đói đó bạn. Ngày này ăn một bữa thôi. Đây là một bữa thôi các bạn. Đã có đi bạn. Đã có
đi. Hấp tập mà được rồi, quăng đá bông. Đạt quá. Cánh đuôi các bạn. Đây cánh đuôi nè, cắn miếng nè. Ngon không? Đó. Cắn miếng nè. Ui trời ngon. Ngon gì sợ không bạn ơi. Quán rạ bông dưa bạn. Quán nhái luôn. Quán nhái luôn. Bỏ vô miệng nước đây. Đó, phải đo. Quán còn nhai đâu. Thơm quá. Cho nó bụng mà vô nè, cần miếng nè, miếng lên nè, ngon không? Đó. Ngon vậy sợ không bạn? Nó bùng dữ lời bạn ơi. Ai về về già qua ăn nghe. Ôi bạn mừng thầy quán đậu gì nữa. Xem xuống đây nè, xem xuống đó. Xuống quán thầy, hồi quán thầy á. Ngon chuẩn bị cho nấu cho bạn cho. Ok, bye bye.